ít đồ chơi, ít thực phẩm. Rồi xong. Đồ chơi đây. Đồ chơi? Đồ chơi mới đi vào đây, đồ chơi đây, soạn ra có cái gì đồ chơi để chơi nè. Tốt ơi, dạ rồi. Chơi đây. Soạn ra. Mình quay đồ chơi thử wow, Elsa đây. Luôn nha. Hả? Đồ chơi đồ Elsa hả? Đúng rồi. Là đâu có chơi được đâu này. À, cái này dùng để vẽ. Cái này cái bạn vẽ mà không có cái viết ở đâu. Ui, có con cái đèn con mèo nè, để coi còn pin không ba tỷ. Có còn pin không? Đâu. Wow. Đằng này sao có cái con mèo người ta cho luôn á. Đâu, bật đèn. Ờ, bật đèn lại, không có lát là ba sữa. Ủa, bắt còn sáng nè. Cái này ngon nè. Ngon. Wow. Kìa, ô nó đổi màu luôn nè. Wow, đây các bạn. Đưa đưa ba con, đưa con mèo coi thử coi. Bật bật bật. Wow, có một cái vòng quay của con mèo. Đây là cái công tắc bật lên nè. Wow, có cái đèn này đổi màu luôn nè. Đấy, có màu xanh. Có đổi màu được luôn này có. Lá màu xanh nước biển nha. Wow. Ủa, có cái màu hồi nãy. À, nó có cảm biến luôn, tức là mình đập đập là nó đổi màu á. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, để sang bên. Rồi để đó một bên. Có cái con quay nữa nè. Cái này cái gì đây? Cái này cũng được nè. Cái này gọi là đu quay. Quay giới thiệu hả ba? Giới thiệu gì? Giới thiệu quay video hả? Thôi thì đang quay mà. Cái này cái đu quay nè. Ủa đồ chơi này cũng được nè. Quá nhiều đồ chơi ngon nè. Có quả nho nữa nè ba. Đâu? Cái này cái gì? Máy tính tiền kìa. Nào đưa cái đồ chơi nào quay được bỏ qua một bên. À, xài được ngon để qua bên đó, còn không đồ chơi đó sao bỏ lên trên đó, để bỏ lên trên nệm đi. Đây là cái hộp da nè, hộp hộp bác sĩ nè. Cái này đâu có chơi được đâu. Cái cookie nè. Đây là hộp bác sĩ. Ui, nè các bạn nhìn nè các bạn, đó là máy tính tiền á, bật nó luôn ra. Máy tính tiền này, coi cái đèn này, máy tính tiền này bật à, đây là cái đèn con heo. Đèn con heo cái đâu, mở ra mở ra coi có điện không. Thì ba mở lên coi có điện không. Ô có điện nè, có cái đèn nè. Wow, cái đèn. Nhưng mà cái đèn này con heo này hơi yếu điện, giống hết pin á. Rồi lát này sạc pin thử xem coi xài được nữa hay không nha. Rồi chị hai coi cái đèn gì vậy? À, không biết nghe có ra tiếng không nữa. À, cái này giống cái máy tính tiền á. Máy tính tiền đồ chơi đúng không? Có phải máy tính tiền đồ chơi không? Đúng rồi, đây là máy tính tiền đồ chơi nè. Ồ, có máy tính tiền đồ chơi màu hồng kìa. Alo alo, 1 2 3 4. Cái này nè, mở ra cái này cho em thử coi cái trong này có cái gì nè, có cái hộp trong đó. Cái hộp bác sĩ không biết công đây có cái gì. Trời ơi, quá trời đồ chơi luôn nè. Còn đồ chơi, cái hộp bác sĩ mà đâu phải đồ chơi bác sĩ đâu. Ủa gì kì á, à, cái xe đồ chơi. Xe hơi. Xe hơi của em. Có Pokemon này, có đâu, xe hơi đó. Xe hơi của em mình á. Rồi, nhưng mà đó là cái hộp đựng đồ chơi thôi, nhưng mà đồ chơi bác sĩ mà trong này không phải đồ chơi bác sĩ, toàn đồ chơi cái gì không à. Rồi kiểm tra lại coi nhiều lắm. Ăn rau củ vào nha. Đây là một con cua nè. Con cua nè, ăn miếng không? Ăn miếng không? Tủ đồ cho búp bê luôn nè ba ơi. Không, cua đó. Cái tủ đồ. Đây có kem nè, có kem nè. Mất bạn nha. Đúng rồi, đây tủ quần áo. Rau củ vào nha. Tủ quần áo nè. Cái là cúc cầm gì vậy hả? Quá trời bạn. Kem hả? Trời ơi, cái kem màu hồng. Ăn miếng coi. Ơi, quá trời bạn. Ăn luôn. Đây là kem giả bộ, ăn giả bộ đúng không? Và ăn cắn mấy miếng mà không có sức miếng nào. Bạn vẽ quá trời luôn. Vậy trời ơi, đây là bạn vẽ. Nào cúc cầm bạn vẽ cho ba coi thử coi. Nặng không? Trời ơi, nhiều quá. Sao? Trời ơi, để ba coi có mấy hình mà mấy hình mẫu trong này. Trời ơi, bạn vẽ quá trời mà toàn có một size một à. Đều dưa hấu xe ô tô và máy không. Cái xe này giống như xe trộn bê tông vậy á, cái xe trộn bê tông mà. Xe này xe chở nè. Và đây là xe đại dưa hấu. Lộn lộn phải xe. Để đó đi. Tô có một ba cái hình nó nhiều quá trời luôn. Câu cá nè, con cá nè. À, đây là đồ chơi câu cá mà chưa đủ bộ. Lát là để đó sắm đồ cá vô. Đâu đùi gà đâu? Vẫn còn pin. Đâu có còn pin không? Còn pin mà hết tiếng rồi, mất tiếng rồi. Thôi lát rồi sửa sao, lát rồi lụm mấy con cá bỏ vô nha. Còn có thêm một cái ly nữa nè. Ly đâu? Cái này xanh lè xanh lét. Wow, cái ly xanh lè xanh lét luôn. Uống nước à, múc nước. Múc uống miếng rồi.
bấm khủng long bấm 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 thôi bỏ bỏ sang một bên đây. Cái này mình vừa đưa cái vào trong đây. Cái này cái gì đây? Cái này móc khóa. Móc khóa con này con gì đây? Con chuột. Móc khóa con chuột. Khi nào nó chảy ra thì mình đưa vô trong đây thôi cho nó chảy ra nè. À bỏ kem vô đó hả? Có cái xe ô tô. À bỏ kem vô đó đúng không? Xe ô tô nè. Xe ô tô ra gắm bút vô. Có cái xe ô tô nè. Em con cá nè. Đâu 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 con cá đâu? Ủa con cá này bỏ lụm mấy con cá lát bỏ trong cái đồ chơi câu cá nè. Có hát chi mồ nè, hát chi mồ này các bạn đâu? Ơi. Đâu đâu đâu. Ô hát chi mồ gì dễ thương vậy? Dễ thương vậy hả? Đâu đây bác coi. Dễ thương như bút cơ bút. Trời ơi, có bút nó răng luôn. Ghê vậy, có nó răng ở đây coi đó. Chi mồ. Wow, có một cái rồi ghế này, luôn, cái ghế bồng. Bắt nó răng rồi. Trời ơi, bóp cái răng con gấu trúc. Vậy xài được không? Đây con xài không? Xài được chứ. Nè, đâu có ai sử dụng đâu, vẫn còn sạch nha, chứ còn lâu. Cái gì vậy, con cầm cái gì ạ? À? Đây là một cái ghế, ghế dành cho búp bê. Búp răng này chơi xài luôn, ghê ta. Còn cái cây nè, mọi người. Đây là cái cây nè, bỏ sang một bên. Và đây là cái cần câu để câu cá đó, mấy cái con cá lúc này là đây, cái cần câu để chơi cá nè. Bố hai con cá luôn nè, búp mà. Ô, bố còn có ba con cá luôn. Wow. Đây là gì đây? Easy. Còn nhiều đồ chơi không? Nè có gì nữa? Trời, con mới thẻ bài luôn nè. Gì đây? Hộp cơm mà, hộp cơm hay là hộp kem đây? Hộp kem ice cream nè. Đây là hộp mà hộp đựng kem. Con cá con bỏ trong được cái đồ chơi câu cá nha, cốt lắm là mình câu nha. Đâu? Con heo gì nè ba ơi? Đây con heo gì vậy con đâu đâu con chơi con thử heo gì mềm lắm nè. Ui để con nha. Kéo ra được không? Wow. Ui kéo ra đứt thì sao? Không đâu có đứt đâu, thấy nó dẻo. Wow. Heo gì vậy? Yeah. Heo vui. Trời ơi, đưa đưa ba đâu. Coi đưa ba coi. Trời ơi, con heo gì mà sao dễ thương quá vậy? Heo màu hồng. Wow. Con heo này có thể lôi ra giờ đâu? Con cầm một đầu, ba cầm một đầu lôi thử coi. Ô từ từ nó đứt, đứt, đứt. À nó không đứt. Trời ơi, giờ thành con heo gì đây trời? Heo, đây là heo dài. Heo gì vậy? Heo dài là hả? Heo dài. Do dạ. Cho nó trở lại hình dáng ban đầu thử làm coi. Đây con làm ơi. Coi làm để trở lại hình dáng ban đầu coi. Có được không? Trời ơi, đi xin đồ chơi mà có mấy đồ chơi ngon luôn nha. Nè. Mình rồi nó trở lại cố trời. Nó trở lại hình dáng ban đầu rồi. Đúng không? Nên cái này dài là hình cái bắt nó. Nó hơi rồi, dơ. Con heo nó đó. Hơi dơ. Lát rồi rửa đi, lát rồi rửa để sạch. Để con đi rửa, để con đi rửa. Ở đây. Đi rửa đi, nhớ bỏ xà bông vô nha. Chị hai đi rửa con heo rồi. Coi trong này có đồ chị xịn nè hay không? Oh, nè máy bay nè. Đây là máy bay nè. Để cho bạn nghe nè. Khi vậy. Nào cá hả? Con phải lụm, con lụm con cá này ba lấy cái này. Đây nè. Xong rồi nè. Con bỏ con cá vô đây nè. Đây là cá mập. Cá mập. Đây, bỏ ra đây. Bỏ ra đây nè. Đây. Con nhiều con cá. Xong rồi thấy một con cá mà bự bự luôn. Ừ, bự bự luôn. Giờ con cá, đây là mấy con cá của cái đồ chơi câu cá. Con lụm con bỏ vô. Có một con mắt hero fly nè. Mắt hero fly gì trong đó không biết nữa. Coi YouTube biết là cái gì cũng biết trơn hết trọi à. Rồi cái cần câu cá bỏ qua đây. Trong này nhiều con cá lắm. Xe đâu? À cái bánh xe, thôi bánh xe hư rồi. Đây thêm cái cần câu cá nữa nè. Còn đây là trái bắp nè. Ăn bắp không? Cái này để cho gà bỏ túi. À á. Đây là cái túi. Cái này dành cho bộ gà bỏ túi á. À vậy hả? Còn đây là cái túi để đựng cái hình như trong đồ búp bê gì bộ đôi lấp lánh gì á. Nói chung cái túi có thể bỏ đồ chơi vô được nè mấy bạn. Đấy, bỏ đồ chơi vô được nha. Wow. Còn nhiều đồ chơi lắm, đây là con khủng long nè. Còn đây nhiều cái đồ chơi bác sĩ mà. Các bạn ơi, mình đang lau con heo nè. Rồi lau con heo xong chưa rồi? Đâu? Ủa? Sao rồi hai con? Mới lụm đâu một con nữa hả? À, lấy con lụm dưới kia kìa. À, vậy hả? Trời ơi, vậy là người ta cho lần hai con heo luôn. Trời, hai con heo này dễ thương quá. Trời ơi, đây hai đồ con chơi, hai con heo nè. Dành cho người máy tránh tiền nè. Trời ơi, hai con heo. Thôi cắt hai con heo nè, hôm sau làm clip mà giới thiệu cho các bạn về hai con heo nha. Hai con heo siêu đặc biệt đấy. Cái này, cái này giống như cái đồ, cái một cái cassette gì á. Ok. Con cua nè.
đâu? Con cua thành con. Đây con cua mẹ, con cua cua ba. À, đây cũng là con nè, đây con cua ba. Con tôm tít hay con gì nữa cũng hư rồi. Nói chung cũng chơi được. Còn đây là một con trái bí nè. Có thịt nè, thịt ăn với bí. Đây là miếng thịt. Còn đây trái bí nè. Nè, trái bí của con nè, cúc nè. Bạn ơi, cái này mình cũng. Thôi con cần đeo kiếng, bỏ kiếng ra, giơ kiếng lên cho nó rõ ràng chứ. Rồi, ok. Đâu rồi để. Thôi chị hai là đeo kiếng cận. Để con để cho nó màu cũng được, để cho nó ngầu cũng được. Thôi thôi thôi, mấy cái trái gì nè ba ơi. Trái gì đây nè? Trái gì lắm. Wow, đây là một cái ly. Ba lụm được cái ly nè. Sao cái ly để uống champagne mà sao bỏ trái cây quá. Chứ cái này bỏ kem mua vô được luôn á chứ. À, đây là một cái cục kem màu đỏ hả? Đây là hai cái này màu đỏ đây. Ly nè. Ôi, có cây xương rồng nè. Không gì dễ thương vậy ta, mà nó hư uống tiêu rồi. Cái này hư rồi, cái này cây xương đâu phải, cái đèn này, giống như quả bí ngô, trên nó bị hư rồi. Nhưng mà đây là cây xương rồng mà má. Cái nào hư rồi bỏ trong này luôn, lát là mình dục. Ừ. Mình lấy những cái xài được thôi. Lấy gì đấy, này nhìn đẹp vậy, nào để coi. Đây là cái kéo đồ chơi bác sĩ nè, lát là gom lại con có đủ cái đồ chơi bác sĩ không nha. Ui cái này hay nè, cái này hay nè các bạn ơi, cái này giống mở ra mở vô mà không mất để mình. À cái này là xương nha. Đây là con gì đây? Đây là con ngựa unicorn phải không? Chào mẹ xíu. Unicorn một sừng. Một bé xíu à. Ừ, có đồ chơi nè, đồ chơi ác sĩ gì nè, áo gì hư rồi nè, nó bị hư đâu. Rồi, đâu ba gắn đi. Đây là siêu nhân mặc áo mà nói chung sửa nó lại. Lát là mình sửa lại mình chơi sao. Cái này giống là siêu nhân tới trụ á ba. Ừ, siêu nhân tới trụ. Nè đó. Nè có điện thoại là alo alo 1 2 3. Trời ơi, căn này có dây xích gì chứ? Dây xích chó. Đi xin. Đồ chơi về chơi. Đâu ra có dây xích chó. Mà đâu ra cái sợi dây xích chó đây. Chắc là cái này của cô Trọng á. Ủa chắc cái này của cô Trọng rồi, để sang bên. Nhà cô Trọng có chó đúng không? Nhà cô Trọng giàu mà. Ở đâu chú bút chơi. Nhà cô Trọng giàu luôn hả? Trời ơi, đi học ở nhà cô Trọng biết nhà cô Trọng giàu luôn. Hồi sao? Không sao, xin cô Trọng ít tiền nha. Hồi sao nè cô? Hồi sao? Rồi thêm một tấm hình vẽ này là giống nhau này. Ở đâu? iPad này các bạn, mình lấy ở trong kia. Trong iPad là đâu? iPad à, rồi cô ok. Đây cũng là một cái iPad mà mãi hôm đã mua cho Cúc đúng không? Nhưng mà hết pin rồi, hôm sau ba sửa cho. Cho ba mua pin hết vậy cho ba đi mua pin cho. Mở vô đâu mà Cúc? Sao mà biết? Cúc để đâu mất pin rồi nè. À. Nhưng mà nó hết pin rồi. Đây là một cái bơm bong bóng nè. Cái này còn xài được ha. Cúc ơi. Là bơm vô tay luôn. Không được hả? Bơm vô tay được mà. Sợ hả? Cúc bơm. Sợ thôi. Cúc ơi. Cúc đây là một cái đầu bơm tay để bơm bong bóng nha mấy bạn. Rồi để đây, hôm sau mua bong bóng về bơm nha. Cúc ơi, Cúc lấy đồ mở ra mở vô của hai đâu rồi? Này đây cũng là một cái điện đưa thoại. Con mèo. Tôm. Nhưng mà rất tiếc không biết còn xài hay không. Còn tắt. Hết pin rồi nha mấy bạn. Hết pin rồi, để hôm sau mua pin bỏ vào. Lửa đồ chơi. Đây là một trái na, gọi là trái măng cầu qua một bên. Đây là cái bình trà mà thiếu mất cái nắp. Bình trà. Còn đây, đâu, con để xuống. Đó, con cầm cái gì đây? Đó, để xuống ba mới quay được chứ. Đây là một cái vali. Vali không có đồ sắt cho mình. Rớt mất cái sắt rồi nè. Rớt mất cái sắt rồi đúng không? Đúng. Ô, có một cái gì? Mèo nè, có cái gì? Con mèo. Con mèo hả? Cái này cũng bị kẹt luôn đây nhỏ. Đồ chú bút chì nè. Có đồ chú bút chì luôn hả? Đâu? Chú bút chì màu. Đây hả? Chú bút chì màu đâu phải. Đó, nó chú bút chì không phải bút chì đó. Nó hả? Chiếc loại bút chì à. Màu bằng cây mà kia kìa. À vậy hả? Có cái gì đây? Có cái kéo đồ chơi bác sĩ nè nè. Cái móc khóa nè. Đâu? Móc khóa đẹp vậy ta. Đây là móc khóa trái tim. Mấy đồ nhỏ bỏ không ai được. Đây nắm luôn. Đây, trời ơi, con ngựa mà tự nhiên đâu một miếng còn lại con miếng. Đâu để kiếm em, đi kiếm trong đây coi lỡ người ta để trong. Ô, có dây hột xoàn luôn nè. Wow, đẹp đẹp đẹp. Cái này là đẹp không? Quá đẹp luôn. Đẹp không Phúc? Dây hột xoàn á. Ủa, sao hột xoàn đeo cổ mà sao đeo tay? Nè, có cái kem luôn. Ô, không vừa. Cái kem. Vừa không? Wow, lượm được cái xe hột xoàn ra đẹp nè. Ủa, đẹp quá trời, có cái mặt này, mặt gì đây? Ủa, Hello Kitty. Màu vàng thôi, để vậy luôn cho nó đẹp đi. Wow, chúc mừng, sao tháo ra? Thôi để bà tháo ra cho. Cái kia mà cô. Rồi để qua đây. Không phải đâu, cái này là cái kẹo.
đây là con ngựa, ngựa vàng này. Là cái kẹo để bán cái kẹo nè. Ờ, đúng là cái kẹo trái tim á, đúng không? Cái kẹo trái tim á. Đây là một cái điện thoại cổ hồi xưa. Hồi xưa đoạn cổ. Cái điện thoại này đúng không? Tít 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 113. Alo alo alo, cấp cứu. Lộn, cảnh sát báo trộm. Đúng rồi, đó là điện thoại đó, giả bộ thôi. Cái đài, cái nắm tay của ai đấy? Nắm nè. Cái muỗng đâu đợi cái muỗng đẻ. Lựa đi, lựa mấy con cá, lựa mấy con bò cá bỏ vô đây cho đủ đồ chơi câu cá nè. Lựa mấy con cá bỏ vô. Sao có một cái muỗng để vô trong đồ chơi này? Trời, chắc quên á, đồ chơi cái muỗng, nhiều khi chơi đồ chơi bác sĩ mà có cái muỗng trong này luôn. Lựa đồ, lựa mấy con cá ra đi con. Có mấy con cá. Bỏ vô cho đủ đồ bộ đồ chơi. Ok, thôi bây giờ ba phải bận đi tiêm diệt virus rồi. Cho nên là hai con ở nhà kiểm tra đồ chơi nha. Lát rồi ba quay tiếp được không? Có đồ chơi nào mà quay được á? Không có sẻ là. Hả? Có đồ chơi. Nhớ nha, nếu mà quay ngon lành đẹp thì lát về ba thưởng nha. Coi soạn đồ chơi lại cho ba nha. Soạn đồ chơi lại cho em nha. Công tình người ta lựa người ta cho mình đó nha. Cho nên mình nhớ soạn lại đàng hoàng nghe chưa? Đây là đồ chơi BT21 nè các bạn ơi. Đâu? Cái nào được được lát là về giới thiệu cho mấy bạn, nhớ soạn ra đàng hoàng nha. Cái này ở trên trường con nè, nhưng mà con lấy về rồi. Rồi ok. Cái này chắc là. Rồi ba đi tiêm về rồi đây, giờ quay tiếp nào. Lựa hết đồ để chơi ra chưa? Dạ bác rồi. Bạn ơi, hôm nay là ba. Đâu ba tiêm đâu? Ba tiêm. Ba tiêm ở đâu? Ba đi tiêm COVID về đấy. Đi tiêm về xong rồi để quay video rồi nha. Ok. Cái này của con nè, cái này giới thiệu ba đi tiêm về nữa chứ. Lúc ba còn giới thiệu ba đi tiêm về nữa chứ. Nhưng mà có phải giới thiệu thử để cho các bạn nghe tội nghiệp chứ. À được rồi, ok, cảm ơn Cúc nha. Rồi đồ chơi đó, soạn là về hết chưa? Mấy đồ chơi chơi được ở trên này, đây cái đu quay cũng được nha mấy bạn. Đó, thấy đu quay không? Đó, đu quay quá đẹp nha, đu quay hình ngựa, hình búp bê đủ thứ luôn nha. Ô ba rồi, đây là ba không có đau hả? Không, ba tiêm vaccine COVID này chưa có đau đâu. Nhưng vaccine mà chứ của Vũ đau. Ba lớn mà. Ba lớn rồi đâu có đau đâu. Rồi xong rồi chứ Vũ, chứ Vũ còn lớn rồi chứ chứ Vũ đau. Mini bài shit. Con làm Elsa hả? À, đâu mua điệu Elsa ba coi thử coi. Nhưng mà con phải là Elsa chứ. Rồi có nhiều đồ chơi rất là đẹp nha. Rồi được rồi á, đồ chơi còn mấy cái này cũng là đồ chơi, nói chung đi xin đồ chơi về mà chơi vẫn được nha mấy bạn. Rồi quay tiếp mấy đồ bà. Chơi này ba đừng có, thực sự đừng là có những người có điều kiện á thì người ta bà. Chơi một lần hoặc chơi chán bà rồi thì người ta sẽ không đừng, có chơi nữa. Và bây giờ mình xin về cho các bé chơi. Ha, còn đồ chơi không à? Nói chung trong mùa dịch mà chơi được là được ha, có đồ chơi ha. Đó. Đây là cái máy tính tiền lúc nãy xem rồi nè. Đây mấy đồ chơi nè. Ủa cái đồ chơi bóng bóng mà sao tiêm ba, đâu phải đồ tiêm tay ba đâu. Đúng không? Đây cũng có con chó nè. Có ớt nè. Đâu? Đó là quả ớt á. Quả ớt đồ chơi đúng không? Dạ đúng. Rồi chị hai tìm xong hết đồ chơi chưa? Cái đồ chơi gì nữa nè ba, hồi nãy con chơi cái này được lâu rồi đó. Hả? Trời ơi sao con bước qua đây cái vậy? Cái súng nè, wow. Cái súng nhỏ xíu à. Cái súng nhỏ xíu à, cho em mượn. Đây, coi. Có cái súng rồi mà. Đồ chơi nhảy giờ soạn ra nè. Cái này bánh kem mà còn có 3 miếng à. Cho nên ai sinh nhật cho nên ăn hết được mấy miếng rồi. Còn lại có 3 miếng thôi nha mấy bạn. Đúng, qua đây để đây nè. Để đây đồ chơi câu cá. Lát là bỏ cá vô nha. Rồi đây là những cái đồ chơi mà nói chung hai chị em đã soạn ra này, chờ nãy giờ rồi. Một số đồ chơi chơi được và một số đồ chơi chơi không có được nha. Và mấy cái đồ chơi này mình sẽ cố gắng sửa lại mấy cái đồ chơi này cho hai bé cùng chơi nha. Rồi video chắc mình sẽ kết thúc ở đây đấy. Không được kết thúc, phải quay tiếp chứ kết thúc.
À, vắt vẫy vẫy quay tiếp. Thôi, thôi mà. Đấy. Thôi, thôi được mà. Quay tiếp hả? Ừ, không không kết thúc rồi thôi, thì quay tiếp. Rồi để mình sửa soạn lại con gái mình nè, nó không cho mình kết thúc cái video này. Nhưng mà thực sự cái video nó cũng dài rồi. Còn mấy cái đồ chơi này á, thì lát nữa mình sẽ sửa lại nha. Giống như cái đèn mà chắc con mèo này đang cầm cái cuốn sách á, mà lát nữa mình có thể chế một cái cuốn sách vô đây ha. Rồi cái này không có pin thì mình cũng có thể mua pin mình bỏ vô ha. Rồi rồi hai con heo này nữa. Đây hai con heo đồ chơi đây nữa. Rồi có gì mình sẽ làm sạch sẽ rồi bắt đầu mình sẽ lựa lại mấy đồ chơi mình quay lại cho các bạn một clip tiếp theo nha. Rồi hẹn với lại trong một thời gian sớm nhất nha. Mình có thể rửa và mình sửa lại toàn bộ cho ok ha. Xong rồi mình sẽ làm một cái video tiếp theo cho các bạn nha. Rồi nếu mà ai ghé qua kênh thì nhớ để lại một comment hoặc subscribe kênh ha, để nhận lại những cái video mới nhất của mình nha. Nói chung video chủ yếu giải trí cho mấy bé nhỏ thôi. Rồi nếu các bạn ủng hộ cho mình thì mình cũng sẵn sàng qua ủng hộ cho mấy bạn nhé. Rồi bye bye, hẹn gặp lại nha.